Alo ạ. Vâng. Cô cái hưng long cháu ra xem là cô bảo họ cắt ít cái lồng vực cái này. Cái bắc hưng chín này. Vâng. Tôi thấy để lồng vực nhiều, có phải cái chân trước trước mình khảo nghiệm không? Vâng, nhưng mà cháu biết rồi, nhưng mà cô cho mọi người cắt lồng vực đi, cháu vừa qua đấy đấy quá. Vâng. Đây, đây cháu đang xem hưng long ở xã cháu ở Thái Xuyên đẹp lắm. Dạ, bông trái đẹp ngay trước cửa nhà chị cháu. Dạ. Vâng. Nói chung là đẹp, hưng long đẹp lắm. Hưng long ba con long. Vâng.